thở không khí trong lành. Nhưng mà sao trời nóng dữ vậy nè, nóng nực bức rứt trong người dễ sợ luôn á. Em chào anh Quỳnh Đào, anh ở đi đâu thế ạ? Anh đi hít thở không khí cho tinh thần sảng khoái. Ủa còn em Xu Hào, làm gì mà sáng sớm nằm dài trong cái bóng râm đó vậy? Dạ tại trời nắng nóng quá đó anh, mùa hè tới rồi. Đúng thiệt á, trời mùa hè ôi bức dễ sợ, từ sáng giờ anh cứ bức rứt trong người khó chịu ơi là khó chịu luôn nè. Nên em phải đi trú nắng dưới cái gốc to như vậy nè, mát quá. Ủa sao em có nghe gì không? Giữa ai á, anh em mình đi qua bển coi thử nha. Mọi người vô chơi với em đi. Thôi hai đứa cứ chơi với nhau đi nha. Anh đi dạo một vòng khu vườn của Dr. Khỏe xong rồi anh quay lại gặp hai đứa sau nghe. Ừ. Sao hai đứa chơi mệt rồi phải không? Bây giờ đang ngồi nghỉ hả? Dạ đã rồi anh ơi. Mà phải là trời nóng quá trời nóng luôn. Anh khát nước ơi. Hai đứa có cái gì mát mát cho anh uống không? Cái gì mát? Nước mía lau hả? Tôi thì chưa bao giờ nghe gia đình tôi nói là chúng tôi có tác dụng làm nước mát đó nha. Muốn biết tự hư ra sao đúng không? Ba anh em mình đi gặp Dr. Khỏe, vậy là biết liền. Ừ? Dạ hợp lý luôn, tụi mình cùng đi nào. Dạ, hai bạn nhỏ này nè Dr. Khỏe. Hai bạn đang thắc mắc là không biết có phải là mía lau có tác dụng là giải nhiệt làm mát cơ thể hay không? Đúng là theo đông y, mía lau có vị ngọt nên có tác dụng vừa giải khát vừa thanh nhiệt cơ thể. Ngoài ra, mía lau giúp nhuận huyết cho cơ thể rất là tốt. Đó, như vậy đúng là mía lau có tác dụng là thanh nhiệt cơ thể rồi. Nếu vậy chúng ta mà nấu mía lau uống trong mùa hè là cực kỳ mát, cực kỳ tốt cho cơ thể luôn. Đúng vậy, vào những ngày nắng nóng, lấy 3 khúc mía lau, bỏ vỏ, rửa sạch, chẻ ra thành những miếng mỏng, kết hợp rễ cỏ tranh 20g, nấu với khoảng 3 lít lấy nước uống. Đây là một loại thức uống thanh nhiệt rất tốt trong mùa hè đó nha. Dạ, nhưng mà có một chuyện Đông cần Đông tôi phải giải thích cho Đông nè. Đông không hiểu là trong mía lau có những dưỡng chất gì tốt cho việc thanh nhiệt cơ thể. Tại Đông thấy cái gì mà ngọt ngọt rất là dễ gây nóng. Trong cây mía lau có saccharosa từ 7-10%, protein 0,22%, chất béo 0,5%. Ngoài ra còn có các chất men như là lactase, tyrosinase, oxidase, nên mía lau rất thích hợp làm nước giải khát để thanh nhiệt cơ thể nha Quỳnh Đông. Đó tôi khỏe nói thì giờ tôi mới biết. Con không ngờ dòng họ nhà con có nhiều công dụng lợi hại như vậy á. Chà, đúng là mía lau nhà ta có quá nhiều lợi ích luôn nha. Và một lần nữa Quỳnh Đông cảm ơn Đốc Tô Khỏe đã chỉ cho Quỳnh Đông và tất cả mọi người thêm những bài học rất là bổ ích. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Quỳnh Đông, Đốc Tô Khỏe và các bạn nhỏ trong khu vườn xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau nha. Xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại.